Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng, 1 tỷ một tháng, 1 tỷ một tháng. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thu nhập 1 tỷ một tháng mà lên gọi 5 tỷ làm gì? Bằng mới được mấy quán rồi. Thương hiệu mới của em là chưa có quán nào hết, em đang kêu gọi phần đầu tiên. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi.